Báo Việt Nam gỡ bài về chiến tranh biên giới Báo Điện tử Một Thế Giới phải gỡ loạt bài kỷ niệm 35 năm chiến tranh trên biên giới Việt Nam và Trung Quốc chỉ vài giờ sau khi đăng tải. Trong khi đó, lãnh đạo ngành tuyên giáo bác bỏ liên quan với lý do không biết việc này. Trừ thứ Tư ngày 12 tháng 2, báo mạng mới thành lập của Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang trình phóng sự của nhà báo Đào Tuấn về sự kiện xảy ra ngày 17 tháng 2 năm 1979. Lạc phóng sự này gồm 3 phần có tựa đề, biên giới, hồi ức 35 năm, đồng chí với nhau, ai nghĩ sẽ đánh nhau và bia trứng ải, nơi tổ quốc được tô màu đỏ. Với nhiều phỏng vấn các nhân chứng của cuộc chiến biên giới, ngắn ngủi nhưng khốc liệt. Cảnh đó, Phúc Bi Tráng ở Bò Hàng của Ngọc Uyên nói về cuộc chiến đấu của cán bộ, bộ đội đồng biên trong Phúc Bò Hàng, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh với quân Trung Quốc vào rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, trong đó toàn bộ 45 bộ đội biên phòng Việt Nam đã hy sinh. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, các bài viết này đã bị gỡ bỏ và nay khi truy cập, người đọc chỉ thấy dòng chữ báo lỗi, không tìm thấy trên mạng. Còn 4 ngày nữa là đúng 35 năm ngày quân đội Trung Quốc tấn công vào các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam mà chiến dịch mà lãnh đạo Trung Quốc khi đó, Đặng Tiểu Bình gọi là dạy cho Việt Nam một bài học. Cho tới giờ, Cuộc chiến biên giới năm 1979 vẫn không được ghi nhận trong sách giáo khoa lịch sử và gần như không được nhắc tới trong báo chí chính thống. Gần tới đợt kỷ niệm, đã có nhiều đồn đáo về việc liệu các tờ báo trong nước có đưa tin về sự kiện này hay không. Một nhà báo đề nghị giấu tên, nói theo chỉ đạo, các báo bị hạn chế gần như không được đưa tin. Một người khác thì nói các báo không bị buộc, phải hoàn toàn im lặng, nhưng khi viết bài đưa tin phải sử dụng cư liệu cụ thể, không suy diễn.